Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Ông Trump tuyên bố đã khiến NATO trở nên mạnh mẽ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông đã làm NATO mạnh mẽ trong bối cảnh ông đang bị chỉ trích vì từng cảnh báo không bảo vệ các đồng minh, không đóng góp an ninh theo cam kết. Ông Trump đã bảo vệ chiến lược NATO của ông khi làm Tổng thống trong bối cảnh ông vướng vào tranh cãi vì chỉ trích, vì phát ngôn vài ngày trước liên quan tới khối liên minh quân sự Ông Trump ngày 10 tháng 2 thừa nhận cảnh báo các nước thành viên NATO không đóng góp an ninh đúng như cam kết rằng ông có thể sẽ khuyến khích Nga tấn công vào các nước này. Với phát biểu này, ông đã bị chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, theo ông Trump, ông đã làm điều tốt cho NATO. Tôi đã làm NATO mạnh mẽ hơn, ngay cả phe dân chủ cũng phải thừa nhận điều đó. Ông Trump phát biểu trên mạng xã hội Just Social vào ngày 12 tháng 2. Tôi nói với 20 quốc gia không đóng góp theo nghĩa vụ rằng họ phải trả tiền và nói rằng nếu không làm vậy thì họ sẽ không được quân đội Mỹ bảo vệ. Sau đó tiền đã đổ về. Sau nhiều năm, Mỹ phải gánh trách nhiệm. Đây là một điều tích cực, ông Trump nói. Ông Trump từ lâu đã phản nàn về NATO, cáo buộc các đồng minh phương Tây không chú ý đến chi tiêu quân sự và đẩy gánh nặng phòng vệ lên Mỹ. Năm 2016, các quốc gia NATO đã đưa ra một cam kết và nó được chính thức hóa vào năm 2014. Mỗi thành viên phải chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho hoạt động quốc phòng của mình để đóng góp vào việc bảo vệ an ninh cho liên minh. Điều này có nghĩa là các quốc gia không phải đóng phí và không nợ tiền NATO. Mức chuẩn 2% là tự nguyện và không có hình phạt nào được quy định trong hiệp ước thành lập NATO nếu họ không chi đủ. Trong bài phát biểu ngày 10 tháng 2 tại sự kiện vận động tranh cử tại South Carolina, ông Trump đã kể lại một cuộc họp với các lãnh đạo NATO. Theo ông Trump, một lãnh đạo nước lớn hỏi rằng, nếu chúng tôi không đóng góp đầy đủ và Nga tấn công chúng tôi, Mỹ có bảo vệ chúng tôi không? Ông Trump trả lời, các bạn không đóng góp đủ, các bạn làm không đúng nghĩa vụ, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không bảo vệ các bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn, bạn phải đóng góp. Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates đã chỉ trích bình luận của ông Trump là sự kinh khủng và vô căn cứ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước của chúng ta. Ông Trump có thể rút Mỹ khỏi NATO nếu trở lại Nhà Trắng. Các cựu cố vấn của ông Donald Trump cảnh báo cựu tổng thống có thể rút Mỹ khỏi NATO nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Trong cuốn sự trở lại của các cường quốc dự kiến xuất bản vào ngày 12 tháng 3. Một cựu quan chức cấp cao của Mỹ từng phục vụ ở cấp cao trong cả chính quyền cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống Joe Biden cho biết, nếu ông Trump đánh bại ông Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11, Mỹ sẽ rút khỏi NATO. NATO sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Tôi nghĩ ông ấy sẽ cố gắng rút Mỹ khỏi NATO. Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, nhận định tướng về hưu john kelly người từng giữ chức tránh văn phòng nhà trắng dưới thời ông trump nói rằng sự bất bình của ông trump đối với các cam kết an ninh của mỹ còn mở rộng đến các thỏa thuận phòng thủ chung với hàn quốc và nhật bản vấn đề là ông ấy hoàn toàn không thấy có lợi ích gì ở nato ông ấy kiên quyết phản đối việc duy trì quân đội ở hàn quốc một lực lượng gian đe hoặc duy trì quân đội ở nhật bản cũng là một lực lượng gian đe ông kelly bình luận trong cuốn sách ông ấy nghĩ tổng thống nga vladimir putin và lãnh đạo triều tiên kim jong un đều ổn và chúng ta đã đẩy Triều Tiên vào chân tường. Đối với ông ấy, điều đó giống như chúng tôi đang thách thức những nhà lãnh đạo này. Nếu chúng ta không duy trì NATO, ông Putin sẽ không làm những việc như vậy, ông Kelly cho biết thêm. Trong cuốn sách, các thành viên cấp cao của chính quyền Mỹ cũng cho rằng ông Trump đã tiến gần đến việc rút Mỹ khỏi Liên minh NATO, vốn là nền tảng quan trọng của an ninh phương Tây chống lại Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên và cảnh báo rằng ông có thể sẽ tiến xa hơn trong nhiệm kỳ thứ hai. Đảng dân chủ và giới truyền thông dường như đã quên rằng chúng ta đã có 4 năm hòa bình và thịnh vượng dưới thời Tổng thống Trump, nhưng châu Âu đã chứng kiến những sự hủy diệt dưới thời Obama, Biden và bây giờ còn nhiều sự hủy diệt hơn dưới thời Biden, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Jackson Miller nói với CNN. Tổng thống Trump đã thuyết phục các đồng minh của chúng ta tăng chi tiêu cho NATO bằng cách yêu cầu họ trả tiền, nhưng Joe Biden lại để họ lợi dụng những người đóng thuế ở Mỹ. Khi bạn không trả chi phí quốc phòng, bạn không ngạc nhiên khi thấy có thêm chiến tranh. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump nói thêm. Toàn bộ 31 thành viên NATO nhất trí mục tiêu, chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên ước tính của NATO cho thấy chỉ có 11 thành viên chi đúng mức này. Khi còn đương chức, ông Trump từng nhiều lần phàn nàn việc Mỹ phải gánh chi phí cho các thành viên NATO. Nhiều cựu quan chức trong chính quyền Trump cũng đưa ra cảnh báo đối với Ukraine. Một quan chức cấp cao của Mỹ từng phục vụ dưới thời Tổng thống Trump và Biden cho biết sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ chấm dứt. Tháng trước, ông Thierry Briston, Ủy viên Thị trường Nội địa châu Âu cho biết, ông Trump từng nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào tháng 1 năm 2020 rằng Mỹ sẽ không hỗ trợ nếu châu Âu bị tấn công. Khi đó, ông Trump còn nói, NATO đã không qua khỏi, chúng tôi sẽ rút khỏi NATO. Các vị còn nợ chúng tôi 400 tỷ đô la Mỹ vì các vị không chi trả những khoản cần thiết cho quốc phòng đặc biệt là Đức. NATO cần có phương án khác về sự tự chủ quốc phòng và an ninh. Ngoại trưởng Pháp đưa ra tuyên bố về sự tự chủ quốc phòng và an ninh của NATO sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có tuyên bố gây nghi ngờ về cam kết đối với NATO. Các nước châu Âu cần một chính sách bảo hiểm khác ngoài tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ám chỉ một phương án khác về sự tự chủ quốc phòng và an ninh. Ngoại trưởng Pháp Stephen Turner đã đưa ra tuyên bố trên vào ngày 12 tháng 2, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tuyên bố gây nghi ngờ về cam kết đối với NATO. Phát biểu cùng Ngoại trưởng Đức và Ba Lan, ông Sezon nêu rõ châu Âu cần có bảo hiểm nhân thọ thứ hai không phải để thay thế hoặc chống lại NATO, mà là song hành cùng liên minh này. Theo Ngoại trưởng Sezon, Phương án này cần được gây dựng dựa trên yếu tố châu Âu của NATO với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình và trao đổi trong khuôn khổ ngành này. Trong khi đó, ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski cho rằng liên minh quân sự đại Tây Dương này không phải là một hợp đồng với công ty an ninh. Ông cũng nhắc lại việc Ba Lan điều quân tham gia lực lượng NATO triển khai tại Afghanistan sau sự kiện tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và nhấn mạnh Warszawa sau đó đã không yêu cầu Washington trả tiền cho sự đóng góp này. Đồng ý với quan điểm trên, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh châu Âu cần một liên minh quốc phòng và an ninh cùng mua bán chung và tập hợp lực lượng chung. Những tuyên bố trên được đưa ra sau phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến NATO trong cuộc vận động tranh cử tại bang South Carolina vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Tại đây ông Trump, người vốn đang có lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tuyên bố nước Mỹ không bảo vệ những thành viên NATO, không đáp ứng nghĩa vụ tài chính trong trường hợp những nước này bị tấn công. Tuyên bố này đã làm dấy lên những nghi ngờ về cam kết của Washington đối với hiệp ước phòng thủ chung này nếu ông Trump tái đắc cử trước Tổng thống Mỹ. Phản ứng trước tuyên bố này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 11 tháng 2 cảnh báo mọi lời ám chỉ cho rằng các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau đều gây sói mòn nền an ninh của NATO, trong đó có an ninh của nước Mỹ. Ông Trump ủng hộ con dâu làm đồng chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng Hòa Ông Trump ủng hộ chính trị gia Watley làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa và con dâu Lara làm đồng lãnh đạo cơ quan này. Vì những lý do sau, tôi nghĩ là Michael Watley nên là lãnh đạo kế tiếp của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa RNC. Michael đã sát cánh cùng tôi từ những ngày đầu làm tốt công việc tại bang quê nhà ở Bắc Carolina và cam kết đảm bảo tính toàn vẹn bầu cử, tức là ngăn gian lận xảy ra để kết quả bầu cử không bị đánh cắp. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ngày 12 tháng 2, Watley đang là chủ tịch của Đảng Cộng Hòa, bang Bắc Carolina. Ông chưa lên tiếng về việc được ông Trump ủng hộ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng từng đề cập một số ứng viên tiềm năng khác như là chủ tịch Đảng Cộng Hòa, bang Nam Carolina, Bruce Max Kisik và thành viên RNC, đại diện bang Florida, Charles Reuters. Cựu tổng thống Trump thêm rằng con dâu Lara Trump muốn trở thành đồng lãnh đạo RNC và ông ủng hộ điều này. Lara, vợ Eric Trump, từng là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2020. Cô cũng xuất hiện với tư cách là người đại diện cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm nay. Lara là nhà giao tiếp rất tài năng và tận tâm cho tất cả những gì mà MAGA đại diện. Cựu Tổng thống Trump bổ sung nhắc đến chính sách đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Lara nói muốn đón nhận thử thách này và điều đó thật tuyệt. Ông Trump thông báo đã đề nghị Chris LaCivita là giám đốc điều hành RNC. LaCivita, cố vấn cấp cao của Trump, nói sẽ đảm nhận vai trò của mình trong chiến dịch tranh cử. Bộ ba này rất tài năng, thông minh và từng trải. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ lãnh đạo RNC, cựu tổng thống cho biết. Động thái diễn ra trong bối cảnh một số thông tin gần đây cho rằng chủ tịch RNC, Roman McDaniel, có thể từ chức sau khi bang Nam Carolina tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 24 tháng 2. Ông Trump hiện còn một đối thủ lớn trong cuộc đua giành đề cử Đảng Cộng Hòa là bà Nikki Haley. Ứng cử viên Haley từng là thống đốc Nam Carolina, tuy nhiên kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump sẽ dễ dàng chiến thắng ngay tại bang quê nhà của bà. Đây không phải trò chơi vương quyền mà là vì chiến thắng, một cố vấn của ông Trump trả lời NBC News nhắc đến bộ tiểu thuyết của tác giả George Martin Trump muốn RNC được định hình để thắng và do ông đã gần như chắc chắn giành đề cử, cần cẩn trọng để Đảng Cộng Hòa có thể thắng vào tháng 11. Phát ngôn viên RNC Kay Stipper cuối ngày 12 tháng 2 nói Chủ tịch Mark Daniel vẫn đang hỗ trợ các đảng viên Cộng Hòa, bỏ phiếu và bà sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp đánh bại Tổng thống Joe Biden vào mùa thu này không có gì thay đổi và sẽ không có quyết định hay thông báo nào về kế hoạch tương lai cho đến sau sự kiện ở Nam Carolina, theo ông Sir Chipper. Steve Jeffler, thành viên RNC từ bang Iowa, kỳ vọng đề xuất của ông Trump về đội ngũ lãnh đạo ủy ban sẽ được đa số trong 168 thành viên cơ quan này chấp thuận. Ông Trump khả năng cao là ứng viên đề cử và sắp có một cuộc đua khó khăn. Ông ấy cần một đội ngũ ổn định sớm hơn là muộn. Ông Jeffers nói, tôi cho rằng không ai phản đối việc này.